Tiếp theo đó là trong cái xã hội này thì chúng ta phải xem từ là họ thuộc về cái nhóm xã hội nào. Có thể ở Việt Nam thì bạn không nhìn thấy, nhưng mà ví dụ như ở những cái nước mà đa đảng chẳng hạn, thì cái nhóm của họ là nhóm thuộc nhóm Cộng Hòa hay là nhóm Dân Chủ ở bên Mỹ, thì cũng có những cái cách mà họ suy nghĩ khác nhau. Và với những cái cách suy nghĩ đó thì họ sẽ có những cái cách hành xử về cái chuyện mua sắm của họ khác nhau. Tiếp theo, một cái yếu tố rất là quan trọng trong bốn cái yếu tố mà tôi vừa nói, đó là yếu tố cá nhân. Bạn mua hay bạn không mua đều cho bản thân bạn. Những cái yếu tố cá nhân mà chúng ta có thể thấy ở đây, thứ nhất là tuổi tác. Một người già nó khác cái hành động mua sắm với một người trẻ. Lối sống, tính cách và ngoại hình. Cái lối sống của họ là gì? Xưa nay họ là một người có lối sống kín đáo, thì họ sẽ không bao giờ thích mặc những cái áo cổ hở, lưng hở, ví dụ như thế. Họ thích cái gì nó kín đáo. Nhưng mà nếu họ có một lối sống phóng khoáng, tươi vui, nhảy nhót, thì họ lại thích những cái sản phẩm, những cái đồ thời trang mà nó thể hiện được cái tính cách nhanh nhẹn, vui vẻ, trẻ khỏe của họ. Ngoại hình cũng vậy. Họ có một cái ngoại hình rất là to, béo, mập mạp, thì họ không thể mặc những cái bộ quần áo mà màu sắc hoa hòe sặc sỡ ra để làm cho họ quá mập mạp được. Hoặc là họ không thể bán cho họ những thứ sản phẩm như là bán bơ hay là những cái món đồ ăn có nhiều đường. Ngược lại thì những cái người mà người ta có cái thân hình đẹp, người ta có cái cơ thể đẹp, thì họ có thể, mình có thể bán cho họ những cái món đồ mà nó tôn vinh cái vẻ đẹp của họ lên nhiều. Tiếp theo là chúng ta nói về nghề nghiệp. Nghề nghiệp ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như tôi là một giảng viên, thì cái vai trò là giảng viên nó không cho phép tôi mặc những cái bộ đồ diêm dúa giống như là những cô ca sĩ. Nhưng mà ngược lại, ca sĩ thì cũng không thể nào mặc những cái áo dài và quần the giống như là giảng viên chúng tôi được.